Chào cô chú và anh chị, hôm nay Tâm lại giới thiệu cho gia đình mình một căn nhà rất rất là dễ thương luôn. Nằm trong khu đô thị mới 5 sao, một khu Eco City, một khu đáng sống, một khu sinh thái. Vừa an cư, đầu tư và đầu cơ, quá tuyệt vời cô chú anh chị. Vị trí của căn nhà này là nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện từ chợ Bình Chánh. Vào bên trong nhà chỉ có là 2 cây số thôi. Và xung quanh có đầy đủ chợ, trường học, bệnh viện, trạm y tế, thế động, điện máy xanh, bách hóa xanh. Và ở đây thì cô chú anh chị có vườn sinh thái, khu vui chơi trẻ em và vườn địa đàng đầy đủ hết cho gia đình mình. Ở trong đây thì mặt tiền đường tất cả đều là 10m. Nên là mình có thể kinh doanh, mua bán gì rất là thuận tiện luôn. Và hiện tại Tâm đang đứng trên mặt tiền đường đây. Đường nhựa, đó, 10m. Và ở đây thì có quán cà phê, quán ăn, quán nhậu, đầy đủ hết. Chưa có là tiệm vàng thôi. Kiếm cô chú anh chị về mở một cái tiệm vàng cho gia đình mình hen. Rồi, thì trong khu này á, cô chú anh chị sống là rất là yên bình và rất là thoải mái luôn cô chú anh chị, do là có tất cả là bảo vệ 24/24 camera đầy đủ luôn. Và điện đài đều âm dưới lòng đất. Wow, cô chú anh chị thấy điện đài âm dưới lòng đất là quá thích rồi. Và tất cả đều có vỉa hè, hai bên đều có hàng cây đó, rất là đẹp, như là một cái khu Phú Mỹ Hưng. Mà nếu mà so thì nó cũng hơi chênh lệch, nhưng mà đây là khu đô thị 5 sao đó, thì rất là tuyệt vời cho gia đình mình đó. Và sau này thì sẽ tương lai thì cũng ngớp lên tới là giống như Phú Mỹ Hưng nha cô chú anh chị. Hai bên thì có vừa những cái cây bằng lăng tím rất là đẹp. Và ngay chỗ nhà mình thì kế bên có một cái căn rất là to, rất là bự. Thì trước đó Tâm cũng xây dựng căn này và trồng cái cây chuông vàng vọng cổ rất là dễ thương luôn cho gia đình mình, màu vàng ha cô chú anh chị. Thì căn nhà này với diện tích là ngang 6, dài 17m, một trệt một lầu, đã hoàn công rồi nha cô chú anh chị. Thì ở trong khu đô thị mới 5 sao này có những cái căn cũ, những căn cũ thì mới có hoàn công. Còn những căn mới thì cô chú anh chị không có căn nào hoàn công nha, cam kết với cô chú anh chị luôn. Và căn này thì chủ đổi cho Tâm, đổi nhà bên Tâm, tại do thành viên nhiều rồi, đó, phát sinh ra nhiều rồi, chuẩn bị lấy vợ cho con nữa thì thiếu phòng nha cô chú anh chị. Nên là đổi cái căn lớn, bự, cao hơn, đó, lớn, bự, cao hơn của bên Tâm. Đó, đường số 3 thì bây giờ đó là căn này Tâm sẽ nhượng lại cho cô chú anh chị với một mức giá cực kỳ là đẹp luôn, chỉ hơn 3 tỷ thôi. Cô chú anh chị xem hết video Tâm sẽ báo giá. Thì căn nhà này ở hướng nam nha cô chú anh chị, hướng nam với diện tích là 6, dài 17m. Và cam kết với cô chú anh chị căn nhà này không bị đâm đường, không bị tốp đít và không bị kế bên là có nhà lụp sụp nha cô chú anh chị nha. Và ở đây thì căn nhà này 6 x 17m hướng nam, vuông vức rất là dễ thương với hai mái. Đó, giống như hai mái trẻ như đang trường trước để hai mái cho cô chú anh chị, rất rất là dễ thương luôn ha. Và ở đây á, thì công năng sử dụng của căn nhà này á, là đường trước nhà là đường nhựa 10m, vỉa hè là 3m, trồng những cây bằng lăng tím rất là dễ thương. Rồi sân trước là 3m, sân sau giếng trời, và có phòng ngủ ở bên dưới tầng trệt luôn dành cho những cô chú lớn tuổi nha. Đó, nên rất là tuyệt vời luôn. Và có một phòng khách, một phòng bếp, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Và tất cả nhà phòng ngủ đều có nhà vệ sinh khép kín trong phòng ngủ thì quá là ok rồi ha cô chú anh chị. Và ở đây thì được một cái gia đình mình ở một cái nơi rất là yên bình, một cái nơi rất là nhẹ nhàng, hạnh phúc. Và có những cái đèn đường buổi tối đúng 6 giờ đèn đường mở lên. Và trong khu đô thị mới 5 sao này cô chú anh chị mình ở không tốn bất kỳ một chi phí nào hết. Mình chỉ tốn điện, nước, wifi và tiền rác. Đó là những chi phí thiết yếu để cho gia đình mình. Và ở đây thì cô chú anh chị mình rất rất là thích, do là tất cả bây giờ đất đang tăng lên thì Tâm cam kết căn này đang là rẻ nhất trên thị trường ở khu vực đây, vì không bị lỗi phong thủy, không bị đâm đường và cũng không bị tốp hậu, không bị tất cả gì hết, với mức giá chỉ hơn 3 tỷ. Xem hết video Tâm sẽ báo giá ha. Rồi, thì đây là vỉa hè, nhà hướng nam nên rất là mát ha. Có buổi chiều là hơi nắng nắng xíu. Và khi mà cô chú anh chị về ở căn nhà này thì cực kỳ là thoáng, do là 6 dài 17. Và Tâm cam kết với cô chú anh chị, nếu ở trong trung tâm thành phố mình kiếm một căn nhà diện tích là 6 x 17, đường nhựa, đường nhựa 10m, thì cam kết không bao giờ có giá này. Chỉ bằng căn nhà này chỉ bằng 1/5 so với các quận trung tâm thôi.
nên là quá là ok để cô chú anh chị mình về ở. Và từ nhà mình di chuyển tất cả các quận trung tâm chỉ có là 25 phút thôi, hoặc mình di chuyển lên tới trường đại học y dược, trường đại học y dược Phạm Ngọc Thạch và trường và ngay cả trường đại học Public, trường đại học kinh tế, trường đại học văn hiến chỉ có 15 phút thôi. Và cô chú anh chị mình di chuyển ra tới là bệnh viện Nhi Đồng thành phố chỉ có 10 phút mà cô chú anh chị, nên rất là tuyệt vời đó. Và ở đây thì nếu mà mình có một chiếc xe hơi đi đến các quận trung tâm chắc chừng 15-20 phút thôi cô chú anh chị ơi, rất rất là gần luôn đó. Sáng đi chiều về ở một nơi rộng rãi thoáng mát, dân cư thì cao cấp thì là quá ok thôi. Mời cả nhà vào bên trong. Thì trước khi vào bên trong thì có một cái lớp cửa lùa đó, sắt này cực kỳ là dày đó. Đó, lấy xe tăng đẩy vô cũng không xi nhê cô chú anh chị nha. Đó, rất là tuyệt vời. Và đây là không gian của sân trước nhà mình. Sân trước nhà mình được ốp gạch rất là đẹp, rất là sang à, cho cô chú anh chị nha. Và ở đây thì có lớp cửa 4 cánh à, cửa gỗ cô chú anh chị, cửa gỗ cực kỳ là tuyệt vời luôn à, và kiến cường lực. Thì ở đây thì cô chú anh chị khi mà mình ở một căn nhà thì rất là thoáng, 6-17 thì quá là ok rồi. Và ở đây thì bên ngoài Tâm đã làm mái ngói hết cho gia đình mình rồi đó, đổi nhà cho gia chủ mình. Và sau này cô chú anh chị cũng vậy, khi mà mua nhà bên Tâm rồi, ở một thời gian Tâm sẽ đổi nhà cho gia đình mình nếu có thêm thành viên hoặc xuống thành viên đó. Có những cô chú anh chị mình cũng đi nước ngoài nha, cũng đi nước ngoài luôn, cũng đi nước ngoài thì có người nhà chỉ có 1-2 thành viên, ở căn nhà lớn quá không lau dọn được á, thì cũng đổi căn nhà nhỏ bên Tâm cũng đổi luôn đó, thối tiền lợi nha cô chú anh chị ha. Rồi ở đây thì cực kỳ là tuyệt vời nha cô chú anh chị nha, tất cả cửa là cửa gỗ hết. Rồi vào bên trong không gian của phòng khách thì rất là to, do diện tích là 6 nha, 6 dài 17 thì rất là to luôn. Và ở đây thì cô chú anh chị thấy hệ thống đèn led, đèn lon và hệ thống đèn ở giữa rất là sang cho gia đình mình. Và căn nhà này á là Tâm đổi cho một chú chiến sĩ đó, có huy chương chiến sĩ vẻ vang, đây hạng nhì luôn nha đó. Thì lúc trước thì Tâm bán cho chú, thì bây giờ là muốn đổi, chú muốn thêm, đã con cưới vợ cho con thêm thì muốn đổi căn nhà lớn lớn đó, nhiều tầng hơn. Thì bên Tâm đang xây dựng những căn nhà 2 lầu, 3 lầu chỉ giá chỉ hơn 4 tỷ đó, giá chỉ hơn 4 tỷ thôi. Thì cô chú anh chị nên mình thích thì mình cứ trao đổi với Tâm ha. Và ở đây thì căn nhà này đã hoàn công 100% cho gia đình mình rồi, bê tông cốt thép hết. Và bên dưới bên Tâm đây ốp gạch, đây là đá hoa cương rất là sang cho gia đình mình. Và khu vực đây cô chú anh chị thấy đó, bên Tâm làm là tranh đa gạch nè, tranh gạch nè, rất là đẹp luôn và sang. Và tất cả hệ thống tường đều là ốp gạch hết cho gia đình mình nha cô chú anh chị, ốp gạch hết luôn nên rất rất là tuyệt vời luôn. Rồi đây không gian của phòng ngủ bên dưới tầng trệt đó, phòng ngủ bên dưới tầng trệt nha đó, rất là đẹp luôn và rất là thoáng luôn, 20m² thôi cô chú anh chị ơi. Đó, rất là rộng, có đèn ngủ luôn. Đấy, cực kỳ là tuyệt vời. Rồi đây là không gian của bếp. Thì không gian của bếp đây cô chú anh chị thấy rất là rộng nha. Hệ thống tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới đều làm bằng gỗ căm xe. Ở đây mặt bếp bằng đá hoa cương dày 20 cô chú anh chị. Wow, rất là dày luôn đó cô chú anh chị nha. Đó, dành đến cho gia đình mình quá tuyệt vời. Bồn inox 304, 2 vòi để mình rửa, mình làm gì mình làm, có khay để mình để đồ đó, rất là tuyệt vời. Khi mà mình rửa chén rửa bát xong rồi mình có thể để lên đây để ráo nước ha. Và đó khu vực đây thì phòng ăn phòng bếp rất là rộng, thì để một cái bàn 6 ghế đây là không có xi nhê. Rồi để cái tủ lạnh 4 cánh cô chú anh chị nha đó. Và tất cả gạch để lên rất là cao. Rồi để luôn tới tủ đông luôn nha cô chú anh chị, mình có thể chữ hay đây là chữ trong mùa dịch đó cô chú anh chị. Rồi và đây là phần sân sau giếng trời nha cô chú anh chị, phần sân sau giếng trời cực kỳ là thoáng và mát cho gia đình mình luôn. Tâm đã cũng lúc trước cũng đã làm cái ton hết cho gia đình mình rồi, mình có thể là lên trên đó, mình có thể là mình lấy đồ hoặc là để đồ lên đó, hoặc là dọn dẹp
bồn nước của mình đó, nhà vệ sinh đó, khép kín luôn. Và ở đây thì Tâm cũng ốp gạch hết cho gia đình mình rồi, nên rất là thoáng và mát. Và khi mà cô chú anh chị về ở căn nhà này với một mức giá là 3 tỷ 650 thôi, còn thương lượng cho gia đình mình và đã hoàn công hết rồi, thì cô chú anh chị mình nhanh tay gọi đến số điện thoại bên dưới video. Và căn nhà này với diện tích 6 x 17 thì quá là ok rồi ha cô chú anh chị. Mà cả gia đình mình cùng lên trên lầu 1 của căn nhà đó. Thì ở đây là những bậc cầu thang bằng đá hoa cương, tay vịn bằng gỗ căm xe đó, cô chú anh chị thấy rất là thoải mái luôn. Và ở đây thì khi mà gia đình mình về ở thì không còn gì để bàn nữa. Nếu tầm tài chính của cô chú anh chị mình có khả năng 3 tỷ mấy, hoặc là mình có khả năng là 1 tỷ rưỡi thôi, còn bao nhiêu ngân hàng cho vay, thì cô chú anh chị mình thấy là quá là tuyệt vời. Đối với một căn nhà mình chỉ cần có 3 tỷ rưỡi, chỉ cần có 1 tỷ rưỡi thôi đã sở hữu được căn nhà quá đẹp luôn. Và hiện tại Tâm đang đứng trên lầu 1 của căn nhà, thì khu vực đây là khu vực phòng thờ của gia đình mình. Phòng thờ đây rất là rộng rãi, rất là thoáng luôn đó. Mình có thể để trang thờ, mình có thể để đồ rất là tiện. Rồi đây là phòng ngủ thứ hai, có nhà vệ sinh khép kín bên trong phòng ngủ luôn, và hệ thống cửa tất cả đều là cửa gỗ căm xe đó. Và đằng sau của mình là một căn nhà biệt thự đằng sau mình là một căn nhà biệt thự, kế bên mình đây cô chú anh chị là nguyên một cái hàng thế kiện bán kỹ nha, rất có rất là nhiều thế, rất là đẹp luôn đó. Cửa sổ 4 cánh cho gia đình mình nó được ốp gạch hết. Và đây nhà vệ sinh khép kín bên trong, cô chú anh chị thấy rất là hiệu quả ha, rất là tuyệt vời luôn. Và ở đây thì cô chú anh chị không còn phải bàn cãi về cái độ tiện ích, về cái độ thoải mái và gần trung tâm đó, gần trung tâm rất là gần luôn. Và đây là phòng ngủ thứ ba cho gia đình mình, thì phòng ngủ thứ ba này cực kỳ là rộng luôn. Mỗi một cái phòng ngủ như vậy thì cô chú anh chị mình thấy 35 m² rất là rộng luôn. Và tủ âm này sẽ tặng cho gia đình mình nha, tặng luôn tủ âm rồi, nó đã âm rồi là không lấy ra được ha đó. Rồi thì đây là nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ luôn cô chú anh chị, rất là thoáng và rất là thoải mái. Rồi cửa sổ nè, ban công nhà mình đó, ban công nhà mình cực kỳ là thoáng luôn, có hai trụ đó cô chú anh chị thấy, có hai trụ phủ nhũ đá cho gia đình mình, nó rất là thoáng và rất là mát luôn. Và ở đây thì cô chú anh chị thấy nhà cửa thì san sát mọc nhau rất là dễ thương đó. Rồi thì Tâm xin nhắc lại thông tin của căn nhà này. Căn nhà này nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện từ chợ Bình Chánh vào bên trong nhà chỉ có 2 cây số thôi. Và điều đặc biệt của căn nhà này á, là khi mà cô chú anh chị mình về ở á, thì nằm trong khu đô thị mới năm sau, khu một khu sinh thái vừa an cư đầu tư và đầu cơ. Tại sao Tâm gọi là khu sinh thái? Vì 70% là mật độ cây xanh và 30% là mật độ xây dựng, và đã lấp đầy hết cho gia đình mình rồi, nên không sợ buồn cô chú anh chị nha. Và căn nhà này với diện tích là ngang 6 dài 17 m, kết cấu một trệt một lầu, công năng sử dụng là đường trước nhà là đường nhựa 10 m, đi thông thoáng luôn nha cô chú anh chị nha. Vỉa hè là 3 m, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, có nhà vệ sinh khép kín bên trong phòng ngủ, 1 phòng thờ và sân trước 3 m, sân sau là 2 m cho gia đình mình, rất là thoáng luôn. Và nhà là hướng nam thuộc về đông tứ mệnh, với mức giá tổng của căn nhà này là 3 tỷ 650, còn thương lượng cho gia đình mình. Và nếu cô chú anh chị mình về mình ở căn nhà này đã hoàn công 100% rồi. Và Tâm cũng nói luôn, đây là căn nhà đổi bên Tâm, và căn nhà này là nhà cũ nên có hoàn công, còn những căn nhà mới thì không có căn nào hoàn công nha cô chú anh chị. Tùy nếu cô chú anh chị mình thích căn nhà hoàn công với một cái mức giá là như vậy nha cô chú anh chị nha. Rồi cảm ơn gia đình mình rất là nhiều, chúc gia đình mình thật nhiều sức khỏe và tìm được căn nhà ưng ý nhất, phù hợp nhất, ở nơi thật là tốt nhất, ở vị trí thật là đẹp nhất cho gia đình mình. Cảm ơn rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.